Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Zero One Zero của Tạc Jimmy. Rất vui vì được gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại Nam Sam Play của Black Kisame và cũng như là của Kisame luôn. Thì clip gần đây nhất thì vào ngày mùng 2 Tết mình có một cái clip mở chín cái hộp quà và nói chung thì cái kết thì rất là ấm lòng anh em ơi, tuyệt vời. Hôm nay thì mình quay trở lại vô chung với hai con ngạc này thì không phải là cái clip mở hộp tiếp nha anh em. Không còn hộp để mở đâu anh em ơi, không còn hộp để mở đâu. Thì nói chung hôm nay clip nội dung hôm nay thì chúng ta sẽ là một cái series, đó là series nói chung là cày vàng anh em. Kiểu như cày vàng và dọn dẹp túi đồ một xíu. Bên nạc Kisame này của mình thì nói chung là đã đủ điều kiện rồi. Hoạt động quỷ hải tặc đợt này nói chung cũng sắp kết thúc. Chỉ còn một ngày nữa thôi cho nên mình tranh thủ đây. Thì gạc bên đây mình đổ đủ rồi cho mình cũng không còn gì để nói. Thì mình sẽ mua luôn 10 quỷ nha. À, chúng ta sẽ tốn 10.000 vàng. Thì hiện tại ạc bên đây thì có 11.000, nói chung là cũng dư vàng nên yên tâm. Cái này mua 10.000 thì ít bữa chúng ta sẽ nhận lại được 15.000, cho nên chúng ta sẽ lời được 5.000 vàng. Đấy, coi như là lời được 50% đúng không? Coi như được nó thêm 50% nữa. Quá ngon cho một cuộc tình anh em. Thì bỏ ra 10.000 được 15.000, ngu gì mà không bỏ, chẳng qua là có vàng để mua hay không thôi. Giờ mình sẽ mua nhá. Đấy, coi như là chúng ta vừa tiêu xong 10.000 vàng. Trong vòng đọc tích lũy này chúng ta sẽ nhận được 3 móc. 1.000, 5.000 và 10.000 đó, thì cũng khá là nhiều thứ ngon. Tiếp tục thì đợt này thì ui sao có lại có phiếu quay đây, quay luôn. Ủa sao bạn lại ít phiếu quay ta, đợt này ít phiếu quay ta, có phải là mình vừa mới quay không? À chắc là tại vì clip trước mình đã quay rồi. Ok, vậy là không phải là do không có phiếu quay mà tại vì clip trong cái clip mở hộp mình đã quay rồi. Đúng rồi, đúng rồi, mình nhớ không nhầm, mình có quay rồi. Ok, đã hiểu. Trường Berry này thì cất nha. Rồi như vậy là coi như là xong về cái phần gọi là phần tiêu vàng. Hoạt động này coi như mình đã yên tâm. Cái này thì xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chủ yếu là tập trung chọn cái này. Bây giờ mình sẽ cùng thử test nhân phẩm của mình. Đó là hoạt động Valentine. Đây là hoạt động Valentine nha anh em. Thì nói chung là bây giờ chúng ta sẽ quay thử coi. Nếu mà mình may mắn thì mình sẽ được cờ mèo đen cũng được, hoặc là Foxy cũng được. Hoặc nếu mà may mắn nhất thì được một cái máy khoan chopper bậc 1 nha. Nhưng mà mình thường thường mình quay này ít khi ra đồ ngon lắm. Nhân phẩm hơi kém xíu. Ok, 35. Chúng ta cùng chờ đợi xem nhân phẩm như thế nào. Nãy giờ quên chúc cho nên giờ chích bù, chúc bù. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Cũng như hôm nay cũng đang trong một thời gian Tết. Hôm nay chắc là ngày mùng 4 quá. Mùng 4, mùng 5 gì đó mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà nói chung là chúc anh em trong cái thời gian Tết thì chắc chắn là chúc anh em một cái Tết thật là vui vẻ. Tiếp tục chúc anh em có thêm tiền lì xì và cùng với gia đình thật là vui vẻ và ăn khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Rồi 35. Vô. Như vậy là như đúng như mình đoán luôn, không có gì ngon hết. Được 20.000 đá hải hồ thôi. Muốn rơi nước mắt luôn anh em ơi. Coi có nhạc này xong nha, chủ yếu là đầy thôi, mua quỷ hay tặc thôi. Bảy sang nhạc này thì sẽ gặp một cái vấn đề hơi khó một xíu. Ặc Black Kisame của mình hiện tại chỉ mới có 5.956 vàng thôi anh em ơi, rất là ít vàng luôn. Coi như là 6.000 đi, từ giờ khoảng thiếu khoảng 4.000 nữa anh em ơi. 4.000 này hơi căng đó anh em, thiếu khá là nhiều đây. Cho nên mục đích của clip của mình ngày hôm nay đó chính là mình sẽ dẹp túi để xem thử coi có đủ 4.000 vàng không nha anh em. Ok, mình sẽ nâng cấp hết cái này cho con này đã. Ồ, lên được cấp 37 luôn nha, ghê thật. Lĩnh ngộ được không ta? Ấy được nè. Ồ, lĩnh ngộ được một kỹ năng, quá ngon. Tuyệt vời. Tiếp tục chịu hồi ra những con bếp phụ. Để dồn đó thì khi nào rảnh thì nâng cấp cho nó. Rồi, tiếp tục thì túi mình đã đầy rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ cho bếp ăn cái đã. Hồi nãy mình vô cho bếp chỗ này mà mình quên mất. Có 7 con lồng đèn gì nè. Không biết có dẹp được túi không đây. Ồ, 77 con hả? 77 con thì thôi dẹp đi. Một số trái quỷ kinh nghiệm thì giờ để mình nâng cấp nha. Bạn nào chưa xem được cái clip mà bữa mình mở chín hộp quà thì em có thể vào xem nha. Clip đó mình mở được một trái ôn dịch nè. Đấy, anh em thấy không? Trái ôn dịch đàng hoàng chính hiệu nha, chứ không phải trái giả mạo, trái pha ke lá trắng đâu nha. Trái lá trắng nó y chang vậy, trái ôn dịch đấy, hình dạng y chang nhưng mà không phải nha. Mình mở được chính xác luôn đấy. Tuyệt vời. Rồi, cái này thì mình quăng đại vô đâu đó đi. Cũng không tăng được bao nhiêu đâu. Ồ, có cái 5 cái túi random haki cao cấp mà mình mở được trong cái clip mở chính hộp luôn nè. Cho nên bây giờ chắc là mình sẽ mở random luôn ha. Ok, như vậy là được. Ui, được 2 cục tím à. Ồ, cục tím thì cũng đang cần, cũng được. Lên 15 cục. Tiếp tục là được thêm 2 cục đen. Cục đen mình hơi nhiều rồi. Ok, mong là sắp tới sẽ có hoạt động đổi thưởng để mình đổi lại được. Ồ, nhưng mà thiếu cũng hơi nhiều. Nhưng mà thiếu khoảng thiếu cái đỏ với cái tím còn khá nhiều. Nhưng mà phải tích từ từ thôi. Ok, không sao cả. Nhưng cứ tích từ từ thôi, không quan trọng nha anh em. Ok, bây giờ thì có 6 cái này thôi, mở luôn đi ha. Hoàng kim bảo thạch này. Mở luôn, dẹp túi luôn anh em. Cái này cất vô kho thôi. Túi này không có làm gì được đâu.
Ui, ra điểm chiêu mộ đi ta, điểm chiêu mộ cũng được. Có mấy thứ này không thế? Ui, mạnh túi chọn thần thạch thủ hả? Cái gì ghê vậy? Nhân mấy ta? Mà túi chọn thần thạch thủ nhân mấy ta? Lại quên 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 nhìn lên em. Không 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 kịp nhìn. Nói chung là chỉ là mạnh thôi nha anh em, chỉ là mạnh thôi. Chứ ra luôn cái túi thì nói chung là quá ghê rồi. Đâu rồi ta? Thần thạch thủ đâu ta? Đây nè. Đấy, nó nằm ở đây nè, nhưng mà chắc là nhân máy thôi, chỉ là mạnh thôi nha anh em đừng có hiểu lầm nha, đừng có tưởng là ra nguyên được cái túi thì nói chung là được nguyên viên thần thạch là hơi hơi kinh đấy. Rồi nói chung bổ sung thêm một ít vàng nào đó, đặc biệt là cái này cũng 71 đồng xu tiểu nè anh em. Đấy, nói chung là đang 6.000 vàng rồi nè, giờ chúng ta sẽ mở hết 71 đồng xu này. Đây là đồng xu tiểu thôi, thì nếu may mắn sẽ được, ui ra được cả 100 luôn kìa. Ui hai cái hôm nay nhân phẩm mình hơi tốt nha. Được, cái này được 500 nè, quá ngon, 6k rưỡi. Đấy, mục đích của mình là chinh phục 10k vàng để mình mua quỷ hải tặc nha. 200 nữa nè. Ồ 7k rồi anh em ơi, 7k2 rồi anh em ơi. Ok, như vậy là tạm thời hiện tại chúng ta còn thiếu khoảng 2k8 nữa. Thì không biết với cái lượng hạt quà của Khánh với lại xuyên qua hồng hoàng kim ngũ nhân này không biết có đủ không đây nữa. Nguy hiểm quá. Đây, 20 50 nữa nè. Rồi, 7k3. Yeah. Tuyệt vời, chúng mình cũng bổ sung thêm được một ít. Này túi còn dư được vài ô mới có đủ để mở ở đây nữa. Mình thấy hơi căng đây. Túi nuôi cá thôi mở hết luôn đi. Đấy, mấy con cá vòi voi gì này có thể mình có thể cho ăn được này. Cá mập thì 13 con thì tính ra sẽ còn dư một ít. Ui, dư đúng một con vãi liền thật. Thôi, dư một con thì không sao, mình có thể bán đi được. Rồi, bán đi đi. Cái này bán luôn, lát mua lại cũng được, không vấn đề gì quá to. Bên đây thì để mình coi cái này sử dụng luôn đi. 3 triệu kinh nghiệm bảo thạch nha anh em, sử dụng luôn. Danh hiệu bán luôn nè, lát mua lại sao cũng được. Ui, mai bonsai gì đây trời. Này cũng là 10.000 đá khắc ấn, nhân 2 là 20.000, khá là ok nhá. 100 triệu berry cũng không nhiều lắm đâu. Ui cái này bán được luôn à, ghê. Này cất vô kho đi. Ui, tính ra cái này đạn kỹ năng bếp phụ thì mình mua lại chứ. Mua lại để mình bổ sung cho bếp phụ của mình chứ chuyển bán chi ta, mình bị ngáo à. Đây, bổ sung vô cho nó đi. Rồi có thể lĩnh được kỹ năng nè. Đó, lệnh ngộ thất bại, thành công được một cái, hai cái, thấy chưa? Tuyệt vời. Tăng thêm một ít lực chiến. À, như vậy coi như mình sắp xếp cũng được một ít túi đồ rồi, bây giờ mình sẽ mở hết mấy cái này coi có được tổng cộng được 2k7 vàng không nha. Còn thiếu 2k7 vàng anh em ơi. Khó quá, cái này được 800 hộp nè. Mình hy vọng 800 hộp này sẽ ra được ngon ngon xíu. Rồi, mở chocolate tình nhân trước đi. Nói chung là cái này mấy cái vật phẩm này thì sẽ được một số đồ quen thuộc thôi. Khoan khoan khoan. Quên chụp lại tấm hình chứ. Chụp về tấm hình nha anh em. Nói chung có cái để mình ghép vô cho nó vui. À, dọn dẹp. À, lưu dọn dẹp đi, lưu ngắn gọn thôi. Rồi, vô. Sử dụng tiếp đi. Mấy cái này thì sẽ được cả berry rồi một số vật phẩm quen thuộc thôi. Chủ yếu mình muốn ra vàng nhiều nhiều xíu để đủ 10.000 đây, không biết có đủ không đây chứ mình thấy hơi căng ở đây, còn thiếu tới 2.700 thì hơi hơi nhiều đó. Ui, được 2 đồng xu chung rồi nè. Đồng xu chung, 3 đồng xu chung các kiểu. Đầy túi rồi anh em ơi, vậy là có khi là không đủ rồi. Ok. Nếu vậy thì chúng ta phải bắt buộc phải dùng đến biện pháp đó là bán thêm đồ thôi. Mấy cái mảnh này mảnh nào ít thì mình sẽ bán nha. Này hai mảnh nè, một mảnh nè. Một mảnh nè, hai mảnh nè. Hai mảnh nè. Đó, bán bớt đi. Mở tiếp. Có vẻ ổn rồi đó anh em. 5 đồng xu chung, 6 đồng xu chung, 8 đồng xu chung, 9 đồng, 10 đồng. Cái này tệ lắm, cho ra 50 vàng đi thì 10 đồng xu cũng được thêm 500. 7k rưỡi, 7k 3, 7k 8. Đấy cũng khá là ok nha anh em, 8k. Rồi, bổ sung thêm mấy kia 9k, 10k. Hy vọng là được anh em ơi. Tuyệt vời. Tính toán như thần luôn mà không biết sao đây. Cái này thì không ra vàng rồi, cái này là hoàng kim ngũ nhân, nó sẽ không ra vàng nha. Chỉ có sen hoa hồng mới ra vàng thôi. Hiện tại anh em có thể thấy là vẫn đang giữ 12 đồng xu chung. Đấy. Nó vẫn là như vậy thôi. Lại đây rồi anh em ơi, lại đây rồi. Ok, cũng được mở được một ít nữa. Ui, nó cứ ra cái mảnh kim cương này. Yeah, còn 30. 18, 12, rồi xong rồi đó. Ra luôn cũng được, không sao. Đấy, còn một cái cũng không được nữa trời. Rồi, mở tiếp tục xuyên qua hồng nè. Cái này thì nó sẽ ra được vàng nè anh em. Bán cái này vô shop đi.
Ai chà, cay thế nhờ. Chắc phải bán thêm đồ quá. Bán 3 mảnh này đi. Này 4 mảnh bán luôn. Còn nào đâu, này 1 mảnh nè. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Không nên bị những cái vấn đề đó nó cản trở mình anh em ơi. Nó sẽ mất đi tinh thần và mất đi cái đà đang phát triển. Đây, 20 đồng xu nè anh em. 20 đồng này thì tệ lắm, tệ nhất cũng ra được 50 thì phải. Đúng không ta? Đồng này tệ nhất phải ra 50 hay 20 ta? Hình như tệ nhất là ra 50 đúng không? Đây. À, có 20 nữa hả? Ui, vậy là mình tính toán sai lầm nãy giờ rồi. Mình cứ tưởng tệ nhất là 50 thì nói chung 20 đồng cũng sẽ giúp cho chúng ta được thêm một ca vàng nữa. Đấy. Cho nên được 8k3 thì sẽ dễ hơn. Nhưng mà cuối cùng mình sai lầm rồi. Đồng xu đại mới là 50, 100 và 200. Nhưng mà cái hộp quà của Khánh này mình có khá nhiều đây. 800 hộp. Cho nên mình khá là hy vọng sẽ thành công. Hiện tại nó được 27 đồng rồi. Lên 30 đồng nè. 28, 29, 30. 30 con. 30 rồi. Thì nói chung nếu mà cho tệ lắm ra 20 đi, trung bình là cho 20 vàng đi. Thì 30 đồng cũng được 600 hả? Vãi gì? 600 thì mới được 7.9, 8.000 thôi. Còn vẫn còn thiếu 2.000 là phụ thuộc vào những cái đồng xu kia. Không biết có ổn không đây nữa anh em. 38 rồi hả? Ghê. Lại đang tính tới 30 thôi. Giờ dứt tới 40 luôn rồi. 39 rồi. 40. 40 nhân 2 thì là 800. Gần 1.000 cũng được đấy. Vậy là chưa tính đồng xu tiểu và đồng xu đại nữa kia nữa. Ui, mình thấy khả năng mà được 10.000 vàng rất là cao nha. Tỷ lệ phần trăm đang rất là ok luôn. Cho mình hy vọng là mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Ok, hết rồi nè anh em. Cuối cùng đã xong rồi. Mở cũng khá là nhanh. Hết rồi, vậy là không còn. Ui, còn nè. Bánh chưng 5G nữa hả? Ok, 100 mấy nhưng mà cũng góp phần đấy. Cũng góp phần cho mình tăng thêm một ít vàng. Cái bánh chưng 5G này thì tỷ lệ nó ra vật phẩm y chang như hộp quà của Khánh nha anh em. Ui, vậy mà đầy luôn à, ghê vậy. Cái này chắc sức bét cười nè, quăng đi. Rồi, như vậy là mở xong rồi, kiểm tra lại một lần nữa coi. Đúng là không còn gì để mở rồi. Như vậy là tổng cộng chúng ta nhận được rất là nhiều vật phẩm. Ngoài ra thì đồng xu chung là được 52 đồng. Đồng xu đại là 18 đồng và đồng xu tiểu là 102 đồng. Wow, cái này cho là 100 đi. Thì cái này nhỏ nhất là 10. Nếu mà mở được hết full 10 thì chúng ta cũng được 1.000 vàng. Như vậy là 7k, 8k hay là 9k. Cái này liệu có ra được 10k không? Thêm 1k này nữa không? 50 hả? Tệ nhất là 50 thì 20 đồng cũng đừng ca. Yeah. Vậy là chắc chắn đủ anh em thôi. Không cần phải suy nghĩ. Không cần phải suy nghĩ, nghĩ suy nữa anh em ơi. Đủ chắc rồi. Rồi mình sẽ chụp lại hình một xíu nha. Cái này thì mình sẽ vẫn là lưu là cái cũ quá ta. Lưu là cái gì nãy quên rồi ta. Nãy mình lưu cái kia là gì mình quên rồi. Lưu là gì ta? Dọn dẹp. Hình như là dọn dẹp đúng không? Ở đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay quá, tuyệt vời. Tiếp tục bên trang này cũng được một số đồ, nhưng mà đồ này cũng quan trọng nên khỏi chụp đi ha. Rồi, cái này thì cho vô phòng bếp cửa, cho vô phòng lễ phẩm nè. Nhân tố ác quỷ sử dụng nè. Cái này là đá khắc ấn, được một ít lục hồn nè, một ít tinh hoa bảo thạch. Đấy, sau này làm là bảo thạch cũng khá là lâu rồi, mình chưa có clip gọi là cày bảo thạch. Đây là sắc màu Sura, mình cũng đang khá là cần sắc màu Sura. Ngon. Được. Ui, có cả năng lượng nguyên tố nên em ơi, khá là nhiều luôn. 31 năng lượng nguyên tố, mỗi này được 100 thì ra này được khoảng 3.000. Quá ngon luôn em ơi. Được. Đây là đá huyết linh thì mình sẽ cất vô đây, cất vô kho. Trang sức bếp cưỡi thì nói chung vẫn sẽ cho vào phòng lễ phẩm, tại vì mấy cái này mình đã có rồi. Rồi tiếp tục là Haki Bá Vương cũng được hơn 100 cái. 32 bánh mì. Wow, được nha. Cái này một bánh mì tương đương 5 vàng thì nhân lên là cũng đương đương đến khoảng 150 đấy. 150 vàng đấy anh em, ngon đấy. Tiếp tục là đá năng lượng và đá nguyên tố thôi. Rồi, đây là kim cương cổ đại. Trời ơi, quá trời luôn, trăm mấy luôn. Nhiều ghê. Cũng may là này mở nhanh nè. Đấy, mở kiểu này là rất là ok luôn, không phải vấn đề gì gọi là chờ đợi cả. Tiếp tục là chiến tích công hội. Cái này thì 300 mấy luôn, quái lên thật. Trời ơi, đuối luôn ấy. Thôi, nếu mà lâu quá thì tôi bỏ qua đi, mở mình cái ngắn ngắn thôi. Chưa tính một số cái lẻ tẻ mình bán ở kia thì nó nằm nó rải rác lên đó. Đây là đá nguyên tố. Rồi thủy tinh thời tinh trang sức gì đây nè. Đây là thủy tinh trang sức. Rồi, cái này là tinh linh thạch, được có 9 cái thôi hả? Bèo vậy. Ở bên trang 5 thì chúng ta lại tiếp tục một số cái trang sức bếch cưỡi nè. Rồi đá hải hồn. Đá hải hồn, ngon. Cái này lại cho vô đây. Rồi bên trang 4 có không ta? Trang 4 là được danh hiệu nè. Cũng được một số danh hiệu, tiếp tục là trang sức bếch. Ok, được của nó. Trang 3 này không có gì đâu đúng không? Ồ, đây là có kinh nghiệm bảo thạch. Ngon. Đặc biệt là có cái hộp này cũng được nè.
Đây là hộp nguyên liệu và khoáng thạch nha anh em, 45 hộp. Mở ra được quặng đồng, quặng bạc, quặng sắt, quặng vàng thường. Đây là tinh hoa ác quỷ, dùng để dung hợp ghép chắc quỷ. Ok, như là coi như xong, bây giờ mình sẽ chỉnh lý nha. Mình sẽ chỉnh lý để cho mấy cái đồng xu vàng này nó xuất hiện chung một chỗ. Rồi, đồng xu tiểu bên đây, đồng xu chung bên đây, đồng xu đại. Đấy, tiếp tục là vẫn hay là chụp một tấm hình nhé. Ba đồng xu này góp phần khá là to lớn đây. Đây, mình vẫn sẽ lưu là dọn dẹp nha. Đó, vậy đi. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng nha. Nói chung là cứ bình quân là nhỏ nhất, nhưng mà mình tính thật ra nó có thể ra được giữa hoặc là cao nhất luôn. Nhưng mà nếu mà mình chỉ mới tính nhỏ nhất thôi là đã đủ rồi anh em. Cái này 100 là tương đương với 1000 nè. Là được 8.300 nè. 8.300, cái này 20 rồi cũng được 9.300 nè. Cái này thêm 1000 nữa đủ rồi. Nói chung là dư sức 10.000, quá ngon. Giờ mình sẽ mở cho anh em xem nha. Có thử thật ra thật sự có khi là mình nếu mà may mắn thì mình sẽ lên được tới 11.000 luôn á, chứ đừng nói là 10.000. Quá ngon, quá ngon. Đồng xu chung nè. Ừ, mình thấy có mấy cái 100 luôn kìa. Rồi, đồng xu đại. Ui, đồng xu đại thì mình được một cái 200. Quá kinh vậy. Được á, vậy là ngon rồi anh em ơi. Không nên đòi hỏi nhiều. Tiếp tục thì sử dụng mấy cái này. Đấy, tại em thấy không, là được 8.000 rồi nè. 8.001, 8.002, 8.003 luôn. Quá hay. 8.003, 8.004, 8.005, 8.007, 8.009, 9.000, 9.001, 9.002, 9.003, 9.004, 9.005, 9.006, 9.007, 9.008, 10.006. Giờ thêm này một thêm 1.000 nữa. 11.006, gần 12.000 luôn. Chứ đừng nói là 11.000, là 10.000. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời, cú mèo. Chỉnh lý nè. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ bay vào mua quỹ hệ tặc ngay nha. Công hết hạn nữa. Tốn 10.000 vàng. Nhưng mà sau này thì chúng ta sẽ nhận được 15.000. Kèm theo đó thì bây giờ coi như chúng ta tiêu 10.000, cho nên là mình nhận được một mớ quà tích lũy rồi nè. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, sử dụng cái mớ này. Có trác quỷ nữa, mình sẽ mở trác quỷ cho anh em xem luôn. Đã khắc ấn hả? Tiếp tục với chuyên mục mở mấy cái mớ này anh em ơi. Một mớ đồ, Haki Bá Vương, các kiểu con đà điểu. Rồi, hết. Bay sang đây lãnh tiếp. Ủa, tính ra đồ mình rộng mà, mình lãnh được luôn tới chỗ này luôn chứ. Ui. Nhưng mà không đủ à, ghê vậy. Chung cũng hơi ghê nha, khá là chật túi đấy. Này, cái này. Tại vì mình bán một mớ đồ vô shop rồi anh em, cho nên là hơi bị rộng luôn á. Hơi là bị rộng luôn. Ok, tiếp tục là cái túi này. Rồi, bây giờ lên cái phần quà cuối cùng. Có trái quỷ nào bên kia nữa, nhưng mà để lát mở hai hộp luôn. Đấy, lên tới quà 10.000 thì sẽ được hai hộp luôn. Ngon, đúng lúc mình cũng đang cần mấy cái sách này đây. Đang cần cái sách này để mình nâng cấp thiên phú cho bé. Quá tuyệt vời. Rồi, sử dụng một mớ luôn, mười mấy ngàn luôn anh em, khá nhiều. Sắc màu haki, vũ trang, địa hạt, tùm lâm. Rồi, bên đây thì mình sẽ được hai túi rác quậy, đó là túi A và túi B. Thì này vẫn có thể khả năng ra ôn dịch nha anh em. Nếu mà mình may mắn có khi mình sẽ ra được ôn dịch đấy. Này là A và B, mở luôn nha, nhanh gọn lẹ luôn nè. Trái phục thù nè, trái mô phỏng nè. Oh my god, ra được hai cái trái, nói chung là như kiểu đi đôi với nhau luôn, sinh ra là của nhau luôn anh em ơi. Trái phục thù với mô phỏng anh em thấy gần kiểu giống giống ná ná nhau không? Rồi ok, giờ mình bay lại bay sang ngạc này để mình nhận vào tích lũy luôn. Rồi này chắc không đủ rồi, tại vì túi đồ mình đã đầy rồi. Ui, có mấy ô vậy sao đủ ta? Không đủ rồi. Giờ thì mình coi mình sử dụng được cái gì mình sử dụng nè. Ôi, trái quỷ cũng được mớ này. Căng quá à. Ngại nhất cái việc túi đầy luôn. Chắc khi nào mình mua ba lô quá. Mua ba lô dẹp bớt đi chứ giờ đầy quá anh em ơi. Rồi, quà tặng đi. Ngại cái vấn đề túi đầy này quá. Rồi, dẹp thêm được ít rồi đó. Này sử dụng được nè. Ui, mấy cái này đâu ra sao nhiều vậy? Ách ù. Huy hiệu hay tặc gì đây? Hồi bữa hôm đi vừa là đỉnh phong chưa sử dụng à? Đáng lòng vậy. Ok, sử dụng luôn đi. Đỡ giật túi. Còn 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Rồi, trang này thì sao? Trang này thì có 86 này, cất vô kho được. Này cất vô kho không được. Bên đây thì không còn gì nữa. Một số cái này thì có thể cống hiến ác ma. Đợi ác ma thôi. Ok, như vậy thì cũng đủ để nhận quà rồi. Đó, không biết lệnh được cái dưới không ta.
Có vẻ là không rồi, thôi là tiếp tục giống như con ngạc bên kia, là tiếp tục sử dụng từng cái rồi cất vô kho các kiểu thôi. Ui dồi ôi, không sao anh em ơi, chịu khó một xíu. Chịu khó một xíu thôi chứ giờ đâu biết làm thế nào. Rồi, nhận tiếp đi. Móc 5.000, ui không được à. Sao có thể vãi lìn như thế nhỉ? Được chưa bò? Ok, được rồi anh em ơi. Trời ơi mệt thiệt luôn ấy. Quá mệt với mấy cái phần quà này. Thế thì lại có thêm ô để chật à. Không biết giờ mở được không, nhận được không đây nữa. Cái quà cuối có vẻ hơi nhiều. Ui không được rồi. Đúng như mình dự đoán thì bây giờ nó đã bị chật túi rồi. Giờ làm sao đây ta? Ok chắc phải bán đồ, mà bán đồ thì cũng không được tại vì bây giờ admin berry nó quá nhiều rồi. Ok có cách rồi, đây cho cái này bay vô đây được nè, đó chắc ở được rồi đó anh em ơi. Ok mừng quá anh em ơi, được rồi sử dụng hết cái này. Ui, quá nhọc anh em thấy không, khi mà túi đầy cảm giác rất là nhọc nhằn luôn. Lại tiếp tục cất vô kho rồi mở mấy cái này nữa, mệt quá là mệt, quá nhiều đồ để nhận anh em ơi. Khi không nhận là khi không nhận thì không có gì để nhận, chứ khi đã nhận rồi là quá trời thứ để nhận. Oh my god. Rồi, tiếp tục với chuyên mục là mở hai trác quẩy thì cũng hy vọng là ra ôn dịch luôn đi. Ui trái tự do nữa này. Trái ghi phim trời ơi, thằng chán gì không à. Thật là đen quá đi anh em ơi. Nhưng mà thôi được rồi, clip cũng khá dài rồi và mục tiêu của mình hôm nay cũng đã hoàn thành, đó là mua quẩy tặng 10.000 cho hai ạ. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video, subscribe để kênh ủng hộ cho mình nha. Bạn nào chưa like chưa subscribe thì nhấn like subscribe. Chúc em một cái Tết thật là vui vẻ tuyệt vời. Bye bye anh em. Tức là bên đây chưa làm cái này luôn. Rồi anh em nhớ like video ủng hộ mình là được rồi. Mình cảm ơn nha. Nhân phẩm. Ui dồi ôi nhân phẩm tốt. Iron Man 28. Con này mình có hai con rồi. Vãi lên thật. Giờ là con thứ ba. Nhân phẩm quá nha. 38 này. Nhân phẩm tiếp nè. Ui dồi ôi nhân phẩm. Nhân phẩm toàn thật sự luôn.